Hello tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Đức Huy Sport đây. Thì hai video trước mình cũng đã review cho mọi người hai dòng vợt rồi đúng không? Thì trong video này mình sẽ review cho mọi người thêm một dòng vợt nữa, cũng cái dòng Lightning cũng dòng Aeronaut luôn. Thì dòng gì thì mọi người sẽ từ từ biết nha. Thì sau video này mình sẽ review chi tiết rõ và mình sẽ so sánh luôn. Ok, và review cái vợt gì thì có clip mới biết được đúng không? Ok, bây giờ Huy sẽ bắt đầu cho chủ đề chính nha. Thì trước khi mà vô chủ đề chính thì mọi người đừng quên là như thế này nha. Ok, và bây giờ thì xin bắt đầu thôi, cho xin enjoy nha. Ok, và dòng vợt mà Huy muốn review cho mọi người tiếp theo đó chính là dòng gì? Cũng là Lightning Aeronaut, nhưng mà con này thì hơi đặc biệt đấy. Biết đặc biệt là chỗ nào không? Đó chính là cũng là Aeronaut nhưng mà nó không có chữ C. Mọi người biết ngay, mọi người biết đoán cái gì đúng không? Đó chính là cây Aeronaut 4000. Đây là cây vợt nội địa nha mọi người. Đúng là cây nội địa cầm vô khác hẳn thật mọi người. Ok, thì cái dòng vợt Aeronaut 4000 này nó có gì khác so với 4000C thì mọi người chờ Huy review mọi người mới biết được. Ok, thôi không dùng nhau lên tin đi tin nữa, vô chủ đề chính thôi. Thì đầu tiên cái phần màu sắc thiết kế của dòng Ionat thì mọi người cũng biết rồi ha, nó cũng giống như cái dòng Ionat 4000C, tuy nhiên thì nó chỉ khác mỗi chỗ là cây kia cây đỏ mà cây này là cây vàng. Nó cũng là một màu đen huyền bí luôn, màu đen này màu đen chìm luôn mọi người, đen thui thùi lùi luôn á. Đúng là đen huyền bí có khác nè, đen thui luôn á. Thì nó chỉ khác ở mỗi chỗ là đề can là màu vàng, còn cây 4000C combat là màu đỏ. Đúng như cái tên gọi của nó, combat là màu đỏ, thiên về đánh là uy, thiên về cái lối đánh là tấn công tốc độ uy lực thì nó sẽ là màu đỏ. Màu đỏ nó mạnh mẽ mọi người, nhưng đừng ai chê màu vàng, màu vàng cũng mạnh chứ. Chẳng qua là mọi người chưa nghe Huy review hết luôn, sao biết nó mạnh mẽ hay không đúng chưa? Ok, thì cái ngoại hình của nó thì mọi người đã biết rồi đúng không? Thì tới tiếp theo là cái phần thông số kỹ thuật của em này nhé. Cái thông số của Huy đang cầm hiện tại trên tay đó chính là 4U nha. Nó nhẹ hơn cái kia, nó cũng là chuẩn là 85,5. Mọi người cứ cho dư ra cái số tua phía sau là 0,5g, 85,5g đi, hoặc là 84,5, hoặc là 85 tròn nha. Tại vì khi mà Huy cầm cái vợt này đúng là dòng nội địa có khác mọi người ạ. Cầm nó đầm hẳn ra. Thì có một số người lại thắc mắc dòng chính hãng với nội địa nó khác nhau chỗ nào. Tuy nhiên nó rất khác nha mọi người. Dòng chính hãng thì nó sẽ có cái phiếu bảo hành đi kèm của công ty nhà phân phối nó khác. Còn cây nội địa là bảo hành chính nơi sản xuất của nó là tại nhà máy Trung Quốc luôn mọi người. Bảo hành tại đó luôn, thì họ sẽ gửi vào về bên hãng đó. Thì gửi qua bên phân phối, từ phân phối họ sẽ đưa qua bên hãng bảo hành cho mấy bạn, thì mất thời gian cũng khá khá đấy. Mới chưa bảo hành thì chưa biết nó ra sao nha. Thôi vô chủ đề chính là Huy đang review phần thông số nha mọi người. Thì cái mức căng của cây vợt này nó cũng là 30 bao thôi. Thì mọi người có luật tay như thế nào Huy cũng review cái mức căng rồi, mọi người cũng biết rồi đúng không? Người có tay trung bình thì căng 10 kg, trung bình khá thì 10,5 kg, 10,8 kg, còn khá khỏe thì 11 kg, 11,5 kg, còn khỏe thì 12 kg, 12,5 kg. Max nhất con này là 12,5 kg nếu mà các bạn muốn cho khuôn vợt mình an toàn, chứ không phải là tại sao căng max 30 LBS nhưng mà chỉ căng được tới 28 bao hoặc là 29 bao. Thì mọi người cũng phải nên để ý cái độ bền của nó. Mọi người trong quá trình mọi người chơi, mọi người đâu biết là sẽ bị cạch kiếm đâu. Mà vợt carbon đâu phải là cạch kiếm là như đấu kiếm phim Nhật mà chất liệu thép đâu mà bền được mọi người. Thì carbon thì có cây này cây kia đúng không? Mà quan trọng là mình sử dụng vợt với mục đích là gì, chứ không phải mình sử dụng vợt với mục đích là mình thử, mình test thử độ bền của nó xem nó có độ bền như thế nào so với vợt giá rẻ nhé. Không nên nhé, thốn phí lắm. Ok, thì cái điểm cân bằng của cây vợt này á, đối với những cái dòng, đối với cây Ionat 4000C á, thì nó chỉ thấp hơn khoảng 3 mm, là cây này 305. Mà mọi người cứ cho nó sai số một xíu đi ha, là 303 hoặc 304 ha, cứ cho sai số một xíu đi. Tại vì theo Huy biết thì thằng Yonet mới là thằng mà có cái chỉ số cái điểm cân bằng nó chuẩn hơn Lightning một chút ha. Mọi người cứ cho nó sai số một xíu thôi, 1 mm thôi. Thì cái cán cầm của cây vợt này là S1 nha mọi người, nó cũng giống như cái kia thôi. Ê,
khác hay giống ta? Cán ngầm S1 như giống vậy, đúng rồi, xuất xứ ở Trung Quốc. Thì độ cứng đũa con này thì nó giống như cái kia trung bình, tuy nhiên nó chỉ khác ở chỗ là một cây 4000, một cây 4000C khác nhau chữ C và compass. Tuy nhiên cây này có, nó thuộc dạng như là một cây vật tấn công luôn, nó thuộc dạng một cây vật tấn công luôn, cầm khá là đập tay và khá là thích. Thì cái phiên bản nội địa với cái phiên bản chính hãng nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở cái độ đầm tay á mọi người. Mọi người cầm một cái bản 4U chính hãng nó cực kỳ khác với một cái bản nội địa, ở chỗ là mọi người cầm nội địa cầm nó chắc hơn, nó chắc chắn hơn, cầm bản chính hãng nó sẽ nhẹ hơn một tí, nó không khác gì nhiều ha. Nói chung là một cục tạ 3 kg với một cục tạ 4,5 kg đó, nó là như thế, nó không có chênh lệch gì nhiều, chẳng qua là cái độ đầm tay với cái độ nhẹ tay mà cầm mọi người sẽ cảm nhận rõ ha. Nội địa nó sẽ không có giấy bảo hành nha mọi người, mọi người lưu ý giúp huy nha. Ok, mức cân mọi người cũng biết rồi, 30 là bé, đó là cái mức cân của cây vợt này. Còn cái cảm giác cầm nắm thì cây vợt này khá là đầm tay đũa mọi người, và cây vợt nó sẽ phù hợp cho ai có lối chơi thích chơi cong và có lực của tay từ trung bình khá sẽ chơi được cây này nhé. Trung bình khá nằm giữa mức trung bình hoặc khá là sẽ chơi được cây này nhé, thường được trong vòng nửa tháng hoặc là tuần. Nếu mà ai chơi thường ngày chơi chuyên, kiểu là chơi chuyên là sao, có nghĩa là chơi đánh thường ngày á mọi người, không bỏ bữa, mọi người tập làm quen với cây vợt này mọi người cứ ok hết ha. Và thôi, phần review của Hoa Tây Lan thì kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích video này đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo thì có video mới nhất kênh YouTube của Đức Huy Sport mọi người. Và đừng quên là lên TikTok Huy coi và thả cho mình một flow và một tim nhé. Ok, bye bye. Và có gì tư vấn thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ qua Zalo Huy nha. Và tại vì cái Facebook phụ của Huy ít khi nào Huy vô lắm, Huy vô Huy trả lời khách xong Huy đi out ra mọi người, chứ Huy không có đăng gì nhiều hết. Ok, bye bye tất cả mọi người nha. Cái đế của nó là mọi người, quên nãy Huy cho quên mọi người xem cái đế vợt đó. Đế hai cây như nhau, nó không khác nhau gì á, tại vì cận cao cấp mà, đâu phải là cận cao cấp nhưng mà giá tầm giá cận cận cao cấp thôi, thì dòng vẫn là dòng tầm trung nha. Đấy, đuôi phía trừ vợt nha mọi người. Ok, bye bye. Và đây là số tài khoản của Huy, các bạn yêu thương Huy đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Huy và donate cho những lần Huy livestream, và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.